bà mẹ Tây Kirby vô tình phát hiện ảnh và video con trai Lao Ai trên một nhóm Facebook chuyên tố những người vi phạm nơi công cộng. Trên trang này, Lao Ai và các bạn của mình vứt thức ăn thừa và rác ra khắp sàn bên ngoài một quán cà phê ở Tây Kirby, Anh. Lao Ai bị mẹ phạt bằng cách đi nhặt rác nơi công cộng. Nhóm Crimewatch Wirral có 65.000 thành viên tham gia và là nơi các thành viên đăng ảnh, clip về các hành động của thanh thiếu niên trên đường phố. Khi gặp những lời bình luận khiêu khích về hành động của con trai như "Nếu những đứa trẻ này là con bạn thì tôi hy vọng bạn sẽ tự hào về chúng", Taki không hề tỏ ra bực bội, cũng không vội vàng lên tiếng bênh vực con mà ngược lại Taki tỏ rõ cho mọi người biết mình không hề dạy con cư xử như vậy. Bà mẹ nghiêm khắc muốn dạy cho con một bài học về ứng xử nơi công cộng bằng cách bắt con đi lao động công ích một ngày. Để chứng minh cho lời mình nói, bà mẹ nghiêm khắc này đã lên Facebook tuyên bố sẽ bắt con trai nghỉ học một ngày để đi dọn rác ở quán cà phê dù hôm đó mưa hay nắng. "Tôi sẽ chụp ảnh con trai tôi đi dọn rác và đăng lên Facebook. Cậu ta sẽ phải xin lỗi tới bất cứ ai mà hôm đó con tôi làm phiền. Nếu nhân viên hoặc ông chủ quán muốn con tôi tới nhặt rác, dọn dẹp quán vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật con tôi cũng phải đi", người mẹ nói chắc như đinh đóng cột. Lao Ai có thể dành một ngày để rửa chén đĩa, lau sàn quán hoặc bất cứ công việc gì mà quán yêu cầu dọn dẹp. "Tôi cũng sẽ tới đó với con trai để giám sát xem con làm như thế nào." Lao Ai và mẹ đã nhận được lời khen của cư dân mạng khi biết hối lỗi ngay lập tức sau hành động xả rác nơi công cộng. Giữ đúng lời hứa, Taki đưa con trai đi nhặt rác cả ngày ở xung quanh trung tâm cộng đồng ở Lisieux. Lao Ai một tay cầm túi nhặt rác đựng các chai nhựa, một tay cầm túi đựng phân chó mà cậu vừa nhặt ở khu vực mẹ bắt phải đi lao động công ích. Cậu bé hiểu mẹ làm vậy để cho mình biết hành động xấu sẽ bị phạt bằng hành động chứ không chỉ răn đe bằng lời. Theo lời kể của Lao Ai, hôm bị quay clip, cậu và bạn đang ăn khoai tây chiên thì cậu bị bạn thách uống cạn một chai giấm. Phản ứng sau khi uống giấm, Lao Ai đã vứt hết chỗ khoai tây còn lại xuống đất và nói với bạn sẽ đi mua một chai nước vì vừa uống giấm rất kinh. Mặc dù có hành động không hay nhưng Lao Ai khẳng định cậu không hề nói láo với người phụ nữ đứng quay video cảnh mình vứt rác và chia sẻ nói lên nhóm Crimewatch bởi lúc đó cậu đã chạy đi mua nước. Không rõ cậu thiếu niên 14 tuổi có cảm thấy xấu hổ về việc bị bêu ríu lên Facebook hay không, nhưng việc cậu chịu nghe lời mẹ nghỉ học một ngày đi nhặt rác và mệnh lệnh nghiêm khắc của người mẹ đã nhận được lời khen của cộng đồng.